Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ngày hôm nay thì Nhất sẽ hướng dẫn các bạn một cái tip rất là nhỏ trong phần mềm Camtasia. Đó là chúng ta làm thế nào để có thể lọc cái tiếng ồn ở trong video hoặc là những cái tiếng nhiễu. Ok, các bạn sẽ làm như sau. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ import một cái file video vào, đúng không ạ? Rồi, Nhất lấy tạm cái video này đi, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ làm như sau này. Các bạn kéo cái view này xuống thành timeline. Nó vô cùng dễ, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì các bạn sẽ click vào cái phần audio này. Ở cái phần này thì các bạn hãy click vào cái dòng này, đúng không ạ? Enable noise remove. Ok. Rồi các bạn có thể điều chỉnh lại một chút. Rồi. Đấy, như vậy là chúng ta đã có thể khắc phục rồi. Và các bạn hãy thử ứng dụng nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn thành công.